Hello, hello, xèo tất cả anh em, mình là LTL đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang, ok. Cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGF NTN của mình nhá. Hôm nay mình lên clip này thì không nhằm mục đích là câu like, câu view nha anh em ơi. Nói chung hôm nay cực kỳ buồn anh em ạ, anh em thấy chưa, đầu tóc mình hôm nay còn không thèm chải chuốt gì luôn anh em ơi. Thế nên clip này thì anh em biết là như nào anh em ạ, thì mình cũng thông báo cho anh em luôn. Thì chắc anh em đọc cái tiêu đề anh em cũng biết đấy, thì ảnh của mình đã bị mất rồi nha anh em ơi, bị lừa anh em ạ. Thế thì hung thủ anh em cũng biết là ai đấy, đó chính là cháu gái, nhưng mà không phải cháu gái mình nha anh em ơi, đó chính là cháu gái phạt kia anh em ơi, có nghĩa là nó lập quả tên là giống cháu gái mình em ạ. Đấy, nó chả hiểu tại sao nó lập đúng quả tên là chữ cháu gái luôn anh em ơi. Thì mình nhắm mắt mở anh em ạ, thì mình đang ngủ anh em ơi, thì mình thấy tin nhắn đây cho anh em xem tin nhắn luôn nha anh em ơi. Đấy, mình show luôn cho anh em này. Đấy thì mình nhắm mắt mở anh em ạ, thì mình đang ngủ anh em ơi. Thì tự dưng nhắn cho mình là kiểu như là anh em thấy chưa? Đấy, cậu ơi cho cháu mượn ạc, anh lại còn ạc cái viết kiểu kia anh em ơi, để cháu khoe với bạn. Đấy thì mình ok, mình không để ý nữa nha, mình cũng thấy quả tên là cháu gái, mình không để ý là cháu gái, mình nick là Uyên anh em ơi. Nhưng mà mình không chả hiểu lúc ấy mình thế nào anh em ạ, thì mình lại gửi ạc. Đấy xong mình gửi xong khoảng một lúc sau anh em ơi, thì nó nhắn cho mình là ok thằng óc NTL. Thì lúc này mình vào kiểm tra lại, mình vào đăng nhập lại thì mình đã bị out ra rồi anh em ơi, có nghĩa nó đổi hết tài khoản mật khẩu anh em ạ. Nhà của mình đã bị mất rồi nha anh em ơi. Và mình không ngờ là cái thằng này nó dám đổi quả tên là cháu gái, để quả tên nick là cháu gái anh em ơi. Mà mình kết bạn bao giờ mình không hay đâu anh em ạ. Đấy, nó nhắn tin thẳng cho mình như vậy luôn. Đấy, buồn thực sự anh em ơi. Đấy, mới đầu anh em cũng thấy là nó nhắn cái gì nó thu hồi anh em thấy không. Giờ mình mất ạc anh em ơi, giờ mình không biết là tính như nào anh em ạ. Đấy thì mình sẽ tìm lại con ạc đấy của mình nha anh em ơi. Đấy, để xem liệu nó đổi tên này nó như nào anh em ơi. Đây, con ạc này mình kết bạn luôn rồi anh em ạ. Anh em thấy chưa? Tên này hé 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 anh em, bây giờ đây mình kiểm tra cho anh em xem nhá. Nó đổi tên rồi này anh em ơi. Đấy, con ạc đấy của mình 22.000 like cơ anh em ạ. 22.000 like thì anh em biết là một con số khá là lớn đúng không anh em ơi. Và nó đổi tên này hé 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 rồi đấy. LTL tao xin nhá anh em, bây giờ quả tiểu sử chưa, đây có phải đúng con ạc mình không anh em ơi. Đấy, thẻ bô gia, thẻ vô cực các thứ ra đây, mình tìm ID cho anh em xem ra đây, 13488 1552. Anh em nào mà kiểu như là biết mình thì anh em sẽ biết cái ID này của mình rồi. Đấy anh em, bây giờ hoạt động 20 phút trước. Tuy nhiên nó chơi 20 phút chơi anh em ạ. Giờ nó đổi tên là hé hé rồi anh em ơi. Quân đoàn của mình không biết là nó có bán hay không anh em ơi. Mình chả biết được anh em ạ. Đấy, nói chung hôm nay là một ngày cực kỳ buồn của mình thôi anh em ơi. Mình không biết nói gì đấy. Mình chỉ biết giải thích cho anh em như vậy thôi. Mình không muốn câu like câu view gì nhiều anh em ơi. Anh em thấy chưa? Đấy. Đúng ạc mình chưa anh em ơi? Anh em thấy đúng ạc mình chưa? Đấy. Buồn vãi trường anh em ạ. Đây. Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm anh em ơi. Ok anh em ơi, thì mình cũng vừa lạp 354 kim cương. Mình nói chung mình vừa rút trong shop mình em ạ. Mình điểm danh mình nhận kim cương anh em ơi. Đấy, nhận free mình điểm danh vào con đạc này anh em ạ. Đây bây giờ mình sẽ xem có gì hay hay thì mình mua để mình nâng cấp cho con đạc này anh em ơi. Đấy, mình sẽ mua quả bông keo này. Nó đang giảm giá 59 kim cương này anh em ơi. Đấy, mình tải nó xuống anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, cái ba đô cũng khá đẹp này. Nhưng mà mình sẽ quyết định là mình sẽ mua bộ đồ anh em ơi. Bởi vì con đạc này để mình xem có đồ không nhỉ. Con đạc này như không có đồ anh em ơi. Đó, à, đây cũng có đồ này, cũng có đồ này anh em ơi. Có đồ xịn này mình sẽ không mua đồ nha anh em ơi. Đây mình sẽ mua quả ba lô đi anh em ạ. Đây có ba lô đâu rồi ta? Đây ba lô cũng được giảm giá này. 159 kim cương anh em ơi. Ok trang bị này. Còn 176 kim cương thì mình xem có gì không ta? Mình xem có gì mình trang bị rút vào con lạc này anh em ơi, bởi vì con lạc này không có đồ anh em ạ. Giờ từ giờ trở đi chắc là mình sẽ chơi con lạc này rồi anh em ơi. Đấy, 176 kim cương này ra mình sẽ quay ở đây đi. Ở đây có vẻ nhiều đồ ngon anh em ơi. Ok mình sẽ quay luôn ở đây này. 9 kim cương một lượt, mong nó ra cái skin súng này. Ra skin súng đi. Trời ơi ra cái gì đấy. Ui trời ơi mình cứ nghĩ là ra skin súng rồi anh em ạ. Không sao anh em ơi. Cố gắng lên. Ra cái gì. Trời ơi ra luôn cái ván nước này. Ngon đấy. Ok tiếp tục anh em ơi, tiếp tục quay tay. Thật cuối cùng. Trời ơi ra luôn cái gì đây. Ui ra luôn cái hoàng sát này. Ôi ra đủ combo rồi anh em ơi, đủ combo rồi đấy. Ok để mình trang bị lại nha anh em ơi. Đây là cái dù thì mình sẽ trang bị cái dù này nhá. Ba lô đây rồi anh em ơi. Hoàng sát đây rồi. Quá đẹp anh em ơi, bằng sắc ngựa này, ván ngựa đây, mình đã đổi ván ngựa này rồi, ok. Thì bây giờ chắc là mình sẽ chơi một trận ở chế độ này anh em ơi, mình sẽ chơi chế độ độc na chiến anh ạ. Mình vẫn quyết định là mình sẽ chơi chế độ độc na chiến anh em ơi. Đấy, nói chung là mình sẽ tâm sự cho anh em. Thì mình tiếc là mình không tiếc là ạc này có nhiều đồ hay là nhiều thẻ vô cực đâu anh em ạ. Nhiều súng, thờ cái súng đâu. Mình tiếc con ạc đây là mình tiếc là cái kỷ niệm anh em ơi. Đấy, con ạc đấy thì gắn với mình từ hồi 4 năm trước anh em ơi, mình bắt đầu làm TikTok anh em ạ. Đấy sau khoảng đến năm 2021 thì mình bắt đầu làm YouTube, thì nói chung là nó vẫn gắn liền với mình. Nó theo mình bao nhiêu clip rồi, khoảng độ 2-3.000 rồi anh em ơi, cộng TikTok, YouTube là chắc khoảng độ 3.000 clip đấy anh em ạ. Đấy 3.000 clip thì anh em cũng biết là một con số không hề nhỏ đâu anh em ơi. Đấy không còn gì nữa anh em ạ, không ngờ mình bị cháu gái Fakia lừa rồi anh em ơi.
Mình cứ nghĩ là cháu gái mình vừa mới ngủ dậy xong mình thấy nó ghi là nhắn là thằng ốc LTL thì mình biết là lúc đấy mình bị lừa rồi anh ạ. Mình vào kiểm tra thì không còn nữa rồi anh em ơi. Buồn rớt nước mắt luôn anh em ơi. Ok không sao anh em ơi, thì mình sẽ chơi lại từ đầu, không biết là anh em có ủng hộ mình hay không đây anh em ơi. Hay là mình sẽ thuê người lên ạ, à, chắc có lấy lại được anh em ạ. Trời ơi mình đuổi cái thằng này mệt hết cổ mà nó cứ chạy anh em đây, nó đây. Đây ạ, đây ạ. Ui sao không có sở đi súng bắn nó cũng khá là khó đấy anh em ơi. Không sao anh em ạ. Mình sẽ cố tập trung mình bắn anh em ơi. Rồi, úi trời ơi, ôi. Chả hiểu tại sao mình lại thua vào đấy anh em ạ, hay là mình tâm lý nhỉ? Thằng này cũng là một thằng danh đồng mà anh em. Để mình kiểm tra nào. Đây nó cũng danh đồng này. Ok anh em ơi, mình sẽ cố gắng sốc lại tinh thần để mình bắn anh em ơi. Mình không thể để thua được trận này nhá. Thua thì mình đăng lên nó kỳ kỳ sao anh em ạ. Đấy, ok mình sẽ công qua anh em ơi. Mình sẽ cố gắng lấy lại tinh thần mình bắn nha. Ờ đây nó chạy kìa. Rồi, mày qua đây. Úi giời mình bắn không cả vào đầu luôn kìa anh em. Trời ơi, kỹ năng của mình dạo này nó bị đi xuống rồi anh em ạ. À, đây rồi. Ok. Trời ơi là trời, mình cứ nghĩ là mình chua anh em ơi. Không sao anh em, không sao. Một đều rồi. Tập trung bắn một xíu thắng là ok anh em ơi, chỉ cần thắng là ok anh em ạ. Đấy, nói chung là mong anh em hiểu cho mình nhá. Clip này mình cũng không có gì tâm sự anh em ạ. Mình chỉ thông báo cho anh em là mình mất ạc thôi anh em ơi. Không biết là có anh em có yêu quý mình không, hay là anh em muốn mình lấy lại ạc cho mình đây, thì anh em comment để mình thử nhờ xem liệu có lấy lại được không. Chứ mình nghĩ khả năng cao là bay máu vĩnh viễn rồi anh em ơi, khó lấy lại lắm. Ui thằng này còn ném xít này nhá. Đây bạn, nó ở đây. Nó không có luôn kìa, ôi thằng này nó đâu ta. À như nó trên này anh em ạ, như nó trên. À đây. Nhẹ cái đầu ở đây, úi dồi ôi, vào người ơi. Rồi mình ra mình đấm nó là nó chết. À mày chạy à mày, mày chạy đâu hả mày. 2-1 rồi anh em ơi. Tuy mất ạc nhưng mà nói chung là tinh thần của mình bắn nó vẫn khá là ok đúng không anh em. Nói chung khá là buồn anh em ạ. Không phải là không buồn anh em ơi, khá là buồn đấy. Không sao anh em ơi, không sao. 2-1 rồi anh em ạ. Đấy, nói chung hôm nay mình sẽ bắt đầu chơi lại từ đầu anh em ơi. Đâu rồi. Thằng này nó cứ gặp mình là nó chạy anh em ơi. Hay thế. Bây giờ nó chạy đi đâu rồi. À đây rồi. Nghe cái đầu ở đây. Úi dồi ôi, không vào đầu anh em ơi. Mình căn cái đầu ra anh em ơi. Ui chết rồi, là bắn trúng mình rồi anh em ơi, là bắn trúng mình một viên rồi. Mày định làm gì? Ui dồi ôi. Hai điều anh em ơi, căng thích nhỉ. Ok, mình sẽ kết thúc luôn trận đấu anh em ơi, chứ mình không thể để lai ra như này được anh em ạ. Nói chung hôm nay tâm trạng mình buồn, mình cũng không bắn được anh em ơi. Giờ mình phải sốc lại tinh thần thì mình mới bắn tập trung đấy anh em ạ. Mình sẽ cầm cái khẩu huyền thoại của mình anh em ơi. Hình như cái thanh niên kia mất đạc như nào anh em ạ, mà mình thấy bắn cũng hay phết anh em ơi. Nên nó có phải bị mất đạc như mình không, bị nửa anh em hết sức chú ý những cái tài khoản giả mạo nhá. Rất là nhiều những thanh niên bị mất đạc anh em ơi. Mình cũng là một trong số đó anh em ạ. Đấy nên là anh em hết sức chú ý nhá. Anh em cẩn thận những Facebook qua kia anh em ơi. Ok mình sẽ qua bên này xem nào. Này đâu vậy ta. À đây nó đang chạy này. Đuổi luôn anh em ơi, đuổi cùng diễn tận luôn. Úi dồi ôi giời, không kịp đặt keo kìa. Thế này thắng kiểu gì đây anh em ơi. Tinh thần như này thì bắn kiểu gì đây. Thôi thì mình sẽ cố gắng bật cái chế độ tấu hài lên anh em ạ. Buồn nhưng mà mình sẽ phải bật cái chế độ tấu hài lên mình bắn mới được anh em ơi. Mày ra đây, mày vừa bắn ai? À, mày còn AFK hả mày? Hay mày sợ tao? Bắn đi mày. Mày chấp hả mày? Thằng chấp mình hả anh em? Chấp hả mày? Chấp hả? À? Thấy mình bắn gà nó chấp hả anh em? Buồn quá, không có tâm trạng bắn rồi anh em ơi. Không có tâm trạng bắn luôn trận này mà thua nữa chắc là mình tắt clip luôn đấy anh em ơi. Anh em thông cảm với mình. Buồn. Rớt nước mắt. Men liệu thắng được không đây? Nó bắn Thompson anh em ơi. Ok không sao anh em ơi. Mình sẽ cố gắng nha. Đâu rồi. Ok AFK rồi anh em ơi. Này còn AFK rồi kìa. Thôi anh em ơi, thì chắc clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả đã theo dõi đây nha. Bye bye anh em.